Xin chào các bạn đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 22 tháng 7 trên S-Channel. Và ngay bây giờ hãy cùng mình điểm xem là thế giới xung quanh chúng ta, xã hội xung quanh chúng ta đang có những tin tức đáng chú ý nào nhé. Những ngày vừa qua, một đoạn clip nóng của cô nhân viên lễ tân tại một thẩm mỹ viện đang được lan truyền tràn lan trên mạng xã hội cùng với tốc độ sharing chóng mặt. Mới đây thì cặp đôi được cho là nhân vật chính của đoạn clip nóng đó đã livestream để trần tình về sự việc không may vừa rồi. Ngay sau khi đoạn clip được phát tán thì danh tính của cô gái cũng nhanh chóng được cư dân mạng xác định. Tuy nhiên, rất nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh clip cũng được thêu dệt và trở thành chủ đề bàn tán không ngớt của người dùng mạng. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng có lẽ đây là một chiêu trò PR của thẩm mỹ viện nơi cô gái làm việc. Sau nhiều ngày giữ im lặng trước dư luận, vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, cặp đôi này đã chính thức xuất hiện bên cạnh chị H, chủ spa HN, để cùng livestream trần tình và làm rõ ràng sự việc ồn ào những ngày vừa qua. Theo lời của nam thanh niên, clip nóng được ghi lại với mục đích là để làm kỷ niệm giữa anh và vợ sắp cưới. Chuyện phát tán clip lên mạng là do không may bị kẻ xấu lợi dụng. Đồng thời, thanh niên này cũng cho biết sự thật là clip đã được chính bản thân tự quay chứ không liên quan gì tới chủ spa như mọi người đang đồn đại. Theo như chia sẻ, sự việc đoạn clip bị phát tán cũng đã được hai bạn đi trình báo công an ngay sau đó. Đồng thời, nam thanh niên cũng lên tiếng đính chính một lần nữa với cộng đồng mạng. Vấn đề quay cả bảng tên là rất bình thường, chỉ muốn quay để làm kỷ niệm. Qua đó, anh này cũng lên tiếng mong mọi người không tiếp tục chia sẻ đoạn clip đó hay gán ghép sự việc với anh chủ spa gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân. Sự xuất hiện của hai nhân vật xinh đẹp là Nhật Lê, bạn gái của cầu thủ Quang Hải, và Ngọc Nữ được cho là bạn gái tim đồn của cầu thủ Văn Đức trong tập 17 của chương trình Nhanh Như Chớp mới đây đã khiến cho cư dân mạng được một phen ngao ngán bởi vì hai cô nàng này đã không trả lời được những câu hỏi chứa nội dung kiến thức cơ bản. Cụ thể, Ngọc Nữ là người thi thứ hai trong đội của mình. Ngay từ những câu hỏi đầu tiên về âm nhạc, dù thừa nhận là chương trình đưa ra đúng bài hát tủ mà bản thân rất yêu thích, nhưng Ngọc Nữ vẫn liên tiếp trả lời sai các câu hỏi có liên quan đến ca khúc này. Đến những câu đố mẹo, cô cũng ấp a ấp úng rồi trả lời cho có, khiến cho MC, người chơi và khán giả trong trường quay không thể nhịn cười. Thanh minh cho bản thân, Ngọc Nữ nói, lên đây em không tập trung được luôn, não nó rơi mất rồi. Sau 2 phút hoàn thành phần thi của mình, Ngọc Nữ chỉ trả lời đúng 2 câu hỏi. Không chỉ Ngọc Nữ, bạn gái cầu thủ Quang Hải, Nhật Lê cũng khiến nhiều khán giả ngao ngán khi trả lời sai những câu hỏi về kiến thức phổ thông. Ở câu hỏi tác giả Bình Ngô Đại Cáo là ai, Nhật Lê đã đưa ra câu trả lời dứt khoát là Ngô Tất Tố, trong khi đáp án đúng là Nguyễn Trãi. Hai trong câu hỏi động vật lớn nhất hiện nay là con gì, Nhật Lê lại đưa ra một đáp án không hề liên quan tới động vật là Hà Bá. Ở câu hỏi tỉnh nào nước ta có tên nửa ruộng nửa rừng, cô cũng nhanh nhảu trả lời là Đồng Nai, dù đáp án đúng là Lâm Đồng. Không chỉ ở những câu hỏi đề cập đến kiến thức phổ thông mà trong những câu liên quan đến âm nhạc, dù đang học âm nhạc ứng dụng tại trường đại học ở Hà Nội, nhưng Nhật Lê cũng đã liên tục trả lời sai các câu hỏi về lĩnh vực này. Sau 2 phút trả lời, cô chỉ trả lời đúng duy nhất một câu. Ngay sau khi chương trình lên sóng, Nhật Lê đã đăng tải những chia sẻ của mình lên story trên trang Instagram cá nhân khi được dân mạng hỏi rằng có cảm thấy buồn không với phần thể hiện không tốt. Theo đó, cô nàng cho biết bản thân tham gia chương trình với tiêu chí vui là chính, không quá đặt nặng vấn đề kết quả thế nào. Giao lưu được với các anh chị và học hỏi thêm được nhiều kiến thức như vậy là quá mãn nguyện rồi. Vào đúng 10 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 7, Tòa án Gia đình Seoul đã chính thức tuyên bố cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã không còn là vợ chồng hợp pháp. Thủ tục ly dị đã được hoàn tất sau đúng 1 năm 8 tháng kết hôn. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn thì công ty chủ quản hiện tại của Song Hye Kyo đã phát hành thông cáo chính thức với nội dung như sau. Xin chào mọi người! Hôm nay là ngày 22 tháng 7, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã hoàn tất thủ tục ly hôn tại Tòa án Gia đình Seoul. Hai bên đã hoàn tất thủ tục hòa giải ly hôn mà không cần phải phân chia tài sản hay bồi thường thiệt hại về tinh thần. Được biết, ước tính tổng giá trị tài sản của cặp đôi có giá trị lên đến hơn 100 tỷ won. Trước khi kết hôn với Song Hye Kyo, Song Joong Ki đã kiếm được khoảng 40 tỷ won chỉ từ việc quay quảng cáo. Kể từ khi bắt đầu bước chân vào ngành giải trí, nam diễn viên đã mua nhiều bất động sản, trong đó có 2 căn biệt thự 2,5 tỷ won và 10 tỷ won ở Seoul. Trong khi đó, Song Hye Kyo cũng sở hữu nhiều tài sản hơn, bao gồm một ngôi nhà mà Song Hye Kyo mua từ năm 2004 với giá 5 tỷ won, giờ đã lên tới giá 10 tỷ. Ngoài ra, nữ diễn viên còn sở hữu một số biệt thự 3 tỷ won, 9,2 tỷ won và 3 căn nhà ở khu Samseong, có tổng giá trị khoảng 20,6 tỷ won. Bên cạnh đó, còn một căn hộ mà nữ diễn viên đã chuẩn bị cho mình trong quá trình quay một bộ phim tại New York năm 2008 có giá trị 1,7 triệu đô la Mỹ tại thời điểm mua. Tuy có khối giá trị tài sản rất lớn nhưng do cả hai kết hôn và chung sống trong thời gian ngắn nên tài sản chung không nhiều. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo thuận tình ly hôn, không phân chia tài sản hay tranh chấp cũng vì nguyên nhân này. Không lâu sau khi tòa án chính thức tuyên bố cả hai không còn là vợ chồng, Song Hye Kyo đã xóa tổng cộng 16 bài viết trên Instagram, bao gồm ảnh cưới của hai người được chụp trên lễ đường vào ngày 31 tháng 10 năm 2017, loạt ảnh ở Paris, Tây Ban Nha. Song Joong Ki làm phó nháy cho cô và cả bức ảnh hai người khoác vai thân thiết trong một buổi phỏng vấn hậu duệ mặt trời, nơi bắt đầu tình yêu của họ. Thậm chí cả bức hình chú chó cưng cô đăng lên trước ngày đệ đơn.
Sau rất nhiều lời đồn đoán về việc có con gái thì gần đây Hoài Lâm đã chính thức lên tiếng để xác nhận về sự việc này. Anh cho biết là đã chính thức đăng ký kết hôn với bạn gái Bảo Ngọc và làm cha của hai cô con gái. Từ trước đến nay, tin đồn Hoài Lâm và bạn gái Bảo Ngọc đã có với nhau một bé gái sau 7 năm gắn bó vẫn là đề tài thu hút sự chú ý từ khán giả. Cho tới mới đây, sau khi chia sẻ trong một talk show trực tuyến, Hoài Lâm đã chính thức xác nhận đồn đoán này là chính xác. Anh cho biết anh đã đăng ký kết hôn với Bảo Ngọc, vì vậy có thể coi rằng cả hai người đã là vợ chồng hợp pháp. Ngoài ra, Hoài Lâm đang là bố của hai bé gái chứ không phải là một như mọi người vẫn nghĩ. Một bé năm nay gần 2 tuổi và một bé đã 1 tuổi. Tuy nhiên, đại diện của Hoài Lâm cho biết nam ca sĩ đang không muốn chia sẻ thêm về việc này để đảm bảo cho quyền riêng tư ở một mức độ nhất định. Theo đại diện Hoài Lâm, khi nào thích hợp, nam ca sĩ sẽ chia sẻ cụ thể hơn về mọi chuyện khán giả quan tâm. Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn clip về nhóm thanh niên cầm gậy lao vào đánh nhau kinh hoàng trên phố Sài Gòn. Và đáng chú ý hơn cả là nhóm thanh niên này đều mặc đồng phục của những tài xế công nghệ là GoViet và GrabBike. Theo nội dung đoạn clip ghi lại, thì nhóm thanh niên trên bao gồm khoảng 10 tài xế mặc đồng phục GrabBike và GoViet đang xảy ra ẩu đả. Nhóm người này vừa chửi vừa lao vào đánh nhau khiến nhiều xe máy đổ trên đường. Được biết, sự việc này xảy ra trên một con phố ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc trên đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Mặc dù không rõ đầu đuôi sự việc ra sao, nhưng đa số bình luận đều tỏ thái độ không hài lòng trước cách ứng xử của nhóm thanh niên nêu trên. Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận giám định bổ sung về vụ án của ông Nguyễn Hữu Linh theo yêu cầu của Tòa án Nhân dân quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết luận giám định bổ sung, thì hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh là chưa đủ để cấu thành tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo nội dung của giám định bổ sung, không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây, bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không. Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã giải thích nguyên nhân do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera. Đối với các giám định còn lại do Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trước đó để Công an quận 4 làm căn cứ xác định hành vi đều chính xác, khách quan. Tòa án Nhân dân quận 4 yêu cầu cần làm rõ giám định trên từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây. Bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của bị hại C hay không? Bởi vì trong công văn của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ giải thích rất có thể bàn tay trái của ông Linh đã chạm vào phần cơ thể phía trước của bị hại là chủ quan, chưa rõ ràng. Ông Nguyễn Hữu Linh bị truy tố tội dâm ô với người dưới 16 tuổi do sau khi uống rượu bia, ông đã có hành vi ôm hôn bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9. Vụ việc bị phanh phui khi một clip xuất hiện trên mạng Internet và ông Nguyễn Hữu Linh đã thừa nhận có ôm hôn bé gái nhưng không thừa nhận dâm ô. Và đó là những tin tức mà mình muốn mang đến cho các bạn trong bản tin gặp nhau cuối ngày hôm nay, ngày 22 tháng 7. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé!